mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế, bệnh sần ngứa do gan là một trong những triệu chứng gợi ý suy giảm chức năng gan. Sần ngứa xuất hiện khi chức năng thải độc của gan suy giảm nên không còn đảm bảo thanh thải các chất có hại cho cơ thể. Bệnh gây nhiều khó chịu cho người bệnh và cần được xử trí đúng cách. sẩn ngứa do gan vì sao gan là một cơ quan có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và một số các chức năng khác trong cơ thể như dự trữ glycogen tổng hợp protein huyết tương và thải độc gan cũng sản xuất ra dịch mật một dịch thể quan trọng trong quá trình tiêu hóa gan được coi là nhà máy hóa chất của cơ thể vì nó đảm trách cũng như điều hòa rất nhiều phản ứng hóa sinh các chất có hại được tích tụ nhiều trong cơ thể lâu dần biểu hiện thành dấu hiệu bất thường trên lâm sàng như các sẩn ngứa trên da Bệnh sẩn ngứa do gan thường xuất hiện vào mùa hè khi thời tiết khó chịu do nắng nóng, môi trường xung quanh ô nhiễm. Người mắc bệnh sẩn ngứa do gan rất dễ tái phát nhiều lần, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Biểu hiện sẩn ngứa do gan Tình trạng sẩn ngứa thường xuất hiện đột ngột và dần xuất hiện các mảng đỏ li ti trên da. Biểu hiện sẩn ngứa do gan thường xuất hiện nhiều nhất khi cơ thể gặp đi ngoài gió, ngấm nước mưa, nhiệt độ môi trường thay đổi. Sẩn ngứa do gan đặc trưng bởi các triệu chứng sau: ngứa dâm gian hoặc ngứa nhiều. Ngứa do gan chỉ ở mức dâm gian, đôi khi các vùng ngứa có thể lan rộng ra khắp mặt, chân, tay, lưng, gây khó chịu cho người bệnh. Nổi mẩn đỏ, mảng rộng tại các vùng ngứa da sẽ dần có các biểu hiện nổi từng màng đỏ hoặc hồng lan rộng ở các vùng ngứa nghiêm trọng hơn có thể lan nhiều ra toàn thân nổi mề đay sẩn cục các mảng hoặc nốt mề đay khi nổi lên thường khá dày sờ vào thấy chắc và có thể ngứa hoặc không ngứa nhiều ứng phó chứng sẩn ngứa do gan. Bệnh sẩn ngứa do gan cần được điều trị bằng cách giải độc cho gan và hỗ trợ cải thiện chức năng thanh thải các chất độc của gan. Nhiều phương pháp đơn giản nhưng có hiệu quả mà người bệnh nào cũng dễ dàng áp dụng tại nhà như Thay đổi chế độ dinh dưỡng Việc lựa chọn thực phẩm cần được thực hiện một cách có khoa học và có lợi cho sức khỏe. Trong đó, người bệnh cần bổ sung nhiều chất xơ, rau củ quả và hạn chế các thực phẩm chiên rán, dầu chất béo hay các thực phẩm đóng gói sẵn, nhiều chất bảo quản, nhiều loại rau có tính mát nên được sử dụng nhiều ở những người có biểu hiện sần ngứa do gan như rau má, sâm đất, khổ qua, rau ngô, bạc hà, lá sen, ngó sen, rau diếp cá. Bữa ăn của người bệnh nên thanh đạm, dễ tiêu, bổ sung đủ nước cho cơ thể, trung bình khoảng từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày là cần thiết, nhất là vào mùa nắng nóng. Tránh xa các tác nhân làm hại đến gan. Không lạm dụng các loại đồ uống chứa cồn như rượu bia, bỏ thuốc lá. Duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, không làm việc nặng quá sức tạo được sự cân bằng giữa công việc và đời sống nghỉ ngơi hợp lý thường xuyên rèn luyện thân thể tập luyện thể dục thể thao đều đặn thiết lập thói quen đi ngủ đúng giờ không thức khuya sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ đối với những thuốc không cần kê đơn người bệnh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng tránh sử dụng những loại thuốc ảnh hưởng đến chức năng của gan khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán tư vấn điều trị kịp thời Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.